Chào mừng các bạn đã đến với mua hàng online, và đây là một cái quả bom có dung lượng là 50.000 mAh. Đùa thôi, pin sạc dự phóng 50.000 mAh. Các bạn thấy có kinh khủng không? Thường các bạn chắc là xài những cái loại pin sạc dự phóng tầm 10 hoặc không thì tầm 20.000 mAh đã là rất lớn rồi đúng không? Nhưng chúng ta cũng sẽ có một cái phân khúc pin sạc dự phóng rơi vào tầm 30 đến thậm chí là 70-80.000 mAh. Đó là những cái viên pin sạc dự phóng chuyên dụng dành cho những cái người mà có nhu cầu rất là đặc biệt, những người mà chúng ta sống trong những cái điều kiện như kiểu là vùng sâu vùng xa và không có điện đài gì đó, hoặc là những người chúng ta hay đi du lịch, đi phượt, đi leo núi, đi cắm trại ở những cái vùng đất xa xôi hẻo lánh, và lúc đó thì tất nhiên pin sạc dự phòng này thì nó phát huy tác dụng. Tất nhiên là mình ở thành phố đó, nhưng mà ở chỗ mình thì thỉnh thoảng cũng có cúp điện nha, mặc dù không nhiều. Và mình cũng nghĩ là quay pin sạc dự phòng 50.000 mAh giá nó khá là rẻ. Các bạn nhìn thấy là 642.000 khi mà mình add một số những cái mã ha, thì mình quyết định mua con này về để review xem có gì hay ho không. Sẵn tiện là đó, những cái hôm cúp điện thì mình sẽ là mang ra để mà xài luôn. Và cái chỗ ở của mình á thì cách đây tầm khoảng 2 tuần trước cũng có lần nó cúp điện nguyên một cái buổi tối, và đợt đó mình rất là cay luôn bởi vì rất nóng và không up được video trên kênh YouTube. Rồi, đây là một cái pin sạc dự phòng đến từ thương hiệu là Zobao. Đây là flagship store gian hàng tích dấu bo nha, tức là nó sẽ là rất là uy tín hơn so với những cái gian hàng bình thường. Nhưng mình thấy ở bên này thì có là Ugreen. Nếu như thương hiệu Ugreen thì mình tin là một số bạn chúng ta biết bởi vì có bán phụ kiện và pin sạc dự phòng. Nhưng mà thương hiệu Zobao thì cũng có bạn biết bạn không, thì chắc là một cái công ty mà có nhiều thương hiệu theo kiểu là như vậy. Nổi cái kiện hàng này mình thấy nó đã khá là nặng rồi, thì ok, chúng ta hãy thử khui hộp nó ra xem bên trong có cái gì. Mình thấy đóng gói rất là kỹ luôn các bạn ha. Đối với pin sạc dự phòng thì bây giờ dung lượng phổ biến nhất sẽ rơi vào tầm 10 đến 20 ngàn ha. Chúng ta có 10 ngàn này, 15 ngàn này, 12 ngàn vẫn có này. Rồi là chúng ta có là 20 ngàn mAh. Trước đây thì mình cũng từng làm một cục 20 ngàn đến từ Topcây, cũng khá là ok. Nói chung là những cái thương hiệu mà có tích labo tuy nó hơi làm một tí nhưng mà chất lượng nó cũng khá là ổn. Chắc chắn là những cái thương hiệu Trung Quốc sản xuất rồi, nhưng mà Trung Quốc thì cũng có này có kia đúng không? Và những cái thương hiệu Trung Quốc mà có nêm một tí thì mình đánh giá là chất lượng sản phẩm khá ok ha. Trước đây mình từng làm robot Vivan, Acomi, những cái thương hiệu Trung Quốc nhưng mà rất ổn. Rồi Topcây thấy là thương hiệu Trung Quốc cũng rất ổn, và mình cũng hy vọng là với Zobao hay là Ugreen gì đó. Remax, Aoki cũng là Trung Quốc, nhưng mà Trung Quốc chất lượng hay á. Thực ra bây giờ Anker cũng là của Trung Quốc, chứ không phải là của Mỹ đâu. Energizer cũng như vậy. Bên trong được bọc rất là kỹ càng luôn các bạn ạ. Và uầy, hơi khó để mà tháo ra nhỉ. Nếu như bạn nào mà chúng ta gọi là muốn cày game liên tục, có thể là sắm cục này về này, cắm vào điện thoại thì chắc là như một cái bình ắc quy luôn, xài không biết mấy ngày mới hết. Nói vậy pin 50.000 mAh thì khả dụng tầm 30.000 thôi, chứ không phải là 50.000 và nó sẽ khả dụng hết 50 đâu các bạn, lưu ý ha. Pin 10.000 thì thường nó khả dụng tầm 5 đến cao lắm là 7.000 mAh, đa số là 6.500 mAh. Nó khả dụng được tầm 65% đã là ổn đấy ạ. Còn khả dụng 70% là những cái mẫu cực tốt luôn. Chưa kể đến những cái mẫu lởm lởm thì khả dụng nhiều khi 50% cũng nên quay. Cái hộp nó hình trụ như này ha, khá là lớn luôn. Thì đây có hình của cái pin sạc dự phòng này này. Nó sẽ có thêm một số những cái tính năng khá hay ho, thì tí nữa mình sẽ nói thêm ha, như gọi là đèn pin 50.000 mAh 185W, kinh ha, thương hiệu là Zobao. Đây thì mình thấy là coi nào, có tem phiếu chứ, ở bên này thì nó sẽ in những cái thông số là đó, công suất này 50.000 này, và công suất thực là 32.000 nha, đúng như mình nói luôn. Tức là chúng ta sẽ xài được 32.000 thì sẽ sạc đầy được cho những cái chiếc máy có pin 5.000 tầm 6 lần, cho nó trừ hao phí ra tầm như vậy. Còn pin mà 4.000 mAh thì các bạn sẽ sạc được tầm 8 lần, 8.432.000 mAh, và nếu như sạc 8 lần vậy là rất là nhiều rồi ha. Chúng ta có thêm là đó, những cái thông số như kiểu là input, output ha. Và chúng ta có 18W nha, kích thước 3 là cao nhất này. Đó, 9, 2, 18, 18W là cao nhất. Kích thước này, 156 x 73, 73mm này. Trọng lượng là 1 kg 1, 1100g, đó. Ở đây có nói chung tem phiếu rất đầy đủ nhé. Trong những hàng mà con em như này thì nó in đầy đủ thông tin như vậy thì chúng ta yên tâm phần nào. Đây thì có
PD 20W rất giá trị ha, Power Delivery. Có nghĩa là các bạn sẽ sạc nhanh được với iPhone và Android. Tức là những cái củ sạc có PD là rất là ngon này, Power Delivery, một cái chuẩn sạc tương lai tương thích với iPhone lẫn là Android. Rồi là gì đấy, 22,5W là tối đa ha, có đèn pin này, có Type-C này. Đó 1.4 cái gì đó, mình không biết được. Rồi ok, chúng ta khui hộp nó ra thôi nào. Ui. Xịn xò phết. Không rõ cái hình thù bên trong đó như thế nào, mình cũng đang rất hóng đây. Đó bên trong thì mình thấy có đây này, đầu tiên là sẽ có một cái cáp cáp tai xi khá là xịn sò ha, một cái điểm cộng đầu tiên. Và số pin sạc dự phòng thì mình thấy nó cổng micro Yobao, quick setting hướng dẫn sử dụng nhanh này. Ôi cái này thì cũng không cần đọc đâu, một vài thông tin thôi. Chà chà chà, chà chà. Tính ra là nó cũng không quá là cồng kềnh các bạn ơi, nó chỉ nặng, ui nó rất nặng ha, 1,1 kg này. Cái này các bạn nữ xác định là chúng ta không thể nào mà cầm mang đi được, các bạn nam thôi ha. Các bạn nữ tập tạ thì may ra. Ui bên trên này thì mình thấy là đầu tiên chúng ta có là hai cái đèn ha, một cái phím nguồn này, ba cái nấc này. Thì tất nhiên một nấc này là nó 25% pin, 25 nhân 4 là 100%. Ui có cổng Type-C rất là xịn sò luôn. Cổng Type-C này thì mình phải check xem nó có in input nó sẽ có hai chiều không, tức là vừa sạc và vừa xả được không. Vừa sạc vừa xả thì nó rất là ngon ha. Đó, có thể dùng một cổng này để mà chúng ta sạc pin. Mình nghĩ là nó sạc pin được đó, vừa sạc vừa xả là rất ok luôn ha. Thế này chúng ta sẽ có ba cổng, ba cổng luôn ha. Và ba cổng này thì đây mới đúng này, là có những cái tiêu chuẩn sạc nhanh Quick Charge 3 rồi PD. Cổng này là 5 nhân 2.4 rồi, đây vào tầm 15W là 13W. Còn cổng này là 22,5W nha, cái cổng sơn màu cam này. Tí nữa thì mình cũng sẽ thử đo bằng cái đồng hồ đo luôn nha, để xem nó được bao nhiêu watt. Hai đèn pin này, tổng quan thì chất liệu nó nhựa nhám, bây giờ nhìn cũng có vẻ cứng cáp các bạn ạ. Khá là cứng cáp luôn, không có ọp ẹp hay gì hết. Đó, dô bao 50.000 mAh, bên này thì nó tiếp tục ghi cái công suất ghi rất là rõ ràng luôn các bạn biết nha. Khả dụng 32.050 nhưng khả dụng 32.000 này, có 1, 2, 3, 4 gì đó. Rồi ok, có chứng nhận bên dưới này, khá ok luôn. Rồi nó còn có thêm một cái dây như này này, dây bằng dù này, để các bạn treo đi nha. Chúng cái này bỏ vào ba lô thì nó cũng đã khá là đẳng. Nó tương tự như là một cái chiếc laptop á, các bạn cứ tưởng tượng như vậy ha. Nên là bạn nào mà mang nhiều đồ thì cái này thì sẽ phải chấp nhận là phải đeo nặng lưng thêm đấy, chứ không phải là không đâu. Kiểu như là nó đã giống như là thêm một cái chiếc laptop các bạn bỏ vào nữa. Rồi ok, bây giờ thì chỉ có test thôi, mình sẽ mang ra một số những cái dòng máy có sạc nhanh để mà test. Ok, tiếp theo thì mình sẽ là mang ra những cái chiếc máy mà chúng ta có sạc nhanh để mà test xem nó tương thích như thế nào nha. Mình đang có đây là con Xiaomi Redmi Note 10 này, sạc 33W tối đa. Có đây là một Pixel 3AXL này, có sạc 18W. Có đây là Oppo Find X3 Pro, con này thì khỏi phải bàn rồi. Snap 888 thì Quick Charge chuẩn nào nó cũng chơi hết. Galaxy S21 Ultra đó cũng không ngán những cái chuẩn sạc gì cả. Mình có thêm là Vsmart Joy 4, một cái dòng máy bình dân này. Đấy. Rồi là mình có đây là con Galaxy S8 Active sạc Quick Charge 215 này, 15 này, 18 này. Đây nữa này là XR này thì nó hỗ trợ sạc 15W. Chúng ta sẽ có là đây này, 15, 15 này, 18 này. Rồi là 18 này, rồi là 33 này, con này thì phải lên đến tầm 45W này, còn con này nhận được là 65W này. Rồi chúng ta hãy cùng thử xem ha. Đó, đây, và mình cũng có ở đây là những cái dây cáp bao gồm là A2C này, và mình có cáp là C2C luôn, bởi vì con này là nó có cổng C mà. Thì đầu tiên mình sẽ test với cổng A2C. Thì trong ba cổng này thì có cái cổng da cam là nó có sạc nhanh nhá, còn hai cổng kia là sạc thường thôi. Với lại là cái cổng C này thì nó cũng có sạc nhanh. Thì mình sẽ cắm cái đó. Cho mà đầu tiên mình test là con Redmi Note 10. Ok. Dòng máy hỗ trợ sạc Quick Charge rất phổ biến của Xiaomi đúng không? Đấy, và mình cắm thử vào coi nha. Ôi, nó ngay lập tức nhận sạc và chúng ta có sạc nhanh luôn ha. Đó, và mình đó, những dòng máy Xiaomi có sạc nhanh các bạn sẽ nhìn biểu tượng nó sẽ có hai tia chớp, còn sạc thường sẽ là một tia chớp, rất là ok luôn. Rồi tiếp theo là mình sẽ thử cái cổng C nó như thế nào. Đó là đây là cái cổng C này, cắm vào
Bởi vì cổng C này là công suất của nó lên đến 22,5W. Wow, lên mi turbo chát luôn ha. Tức là đúng thực sự là nó có nhận công suất là rất là cao luôn, là phải tầm 22,5W, là công công nghệ sạc mi turbo chát. Đó, phía trên cũng sẽ có hai ấy luôn. Bây giờ mình cứ test tiếp tục thôi. Vsmart Joy 4 nè. Đang sạc nhanh. Ôi, có sạc nhanh nha. Nhận sạc nhanh luôn này. Đó, tức là nó không kén những cái dòng máy Vsmart có Quick Charge 3. Tiếp theo sẽ là Galaxy S21 Ultra nào, cắm vào coi nào. Ồ, sạc nhanh, 49 phút nữa đây. Pin con này là 5000 mAh ha, tức là nó cũng nhận sạc nhanh những cái dòng máy Samsung luôn. Tiếp theo là Pixel đi, xem Pixel nó có nhận sạc nhanh hay không. Ồ, đang sạc nhanh. Đó, Pixel 3 AXL là Snap 670, có sạc nhanh Quick Charge 3 ha. Đó. Tiếp theo là con S8 Active nào. Ồ, có sạc nhanh luôn ha, rất là ok. Rồi tiếp theo là Find X3 Pro. Với dòng này thì nó sẽ không có hiển sạc nhanh, nhưng mà nó cũng không nhận vốc ạ, bởi vì đây là sạc vốc độc quyền mà. Rồi ok. Rồi mình sẽ thử đến cái cổng là A2C ha, nãy giờ là mình thử cổng C2C. Joy 4. Có sạc nhanh. S21 Ultra. Đúng. Đối với S21 Ultra thì nó lại nhận sạc thường với cái cổng A2C của con này, mặc dù nó có sạc nhanh. Cũng không biết lý do tại sao ha. Rồi, S8 Active. Ôi, vậy là đối với dòng Samsung thì nó lại không nhận sạc nhanh ở cái cổng A2C. Rồi tiếp theo là để kiểm chứng thêm thì chúng ta thử với Redmi Note 10 xem nhận sạc nhanh không. Ồ, có sạc nhanh ha, rất ok luôn. À, lúc nãy mình thử rồi mình quên. Rồi Pixel 3 AXL. Không nhận sạc nhanh. Vậy là đối với cổng A2C thì hên xui ha. Tùy từng dòng máy nó có nhận sạc nhanh hay không. Còn cổng C2C thì nó nhận hết luôn. Mình test thấy nhận hết luôn ha. Đó, các bạn cũng cần phải lưu ý. Rồi tiếp theo mình sẽ là test với những cái cổng sạc thường xem như thế nào ha. Đó, mình sẽ test cổng sạc thường bên này này. Hai cổng này thì nó y chang nhau nên là mình test một cổng thôi. Redmi Note 10. Thậm chí là còn không không sạc luôn đấy. Rồi mình đổi qua cổng còn lại coi. À có, còn bên này có sạc ha. Ồ, nhưng mà sạc thường ha, nó chỉ có một cái tia chớp này, nó không có hai tia chớp. Đó, rồi con này coi nào. Sạc thường nốt. Rồi đối với Joy 4, Vsmart Joy 4. Đang sạc cũng là sạc thường luôn ha. Tiếp theo là S21 Ultra cũng là sạc thường luôn này. Bởi vì là cổng vàng còn chưa được sạc nhanh mà. Đó, sạc thường là nó sẽ thời gian đầy lâu hơn so với sạc sạc C ha. Cái này là 1 giờ 15, qua cổng này phát chắc chắn là kích lên sạc nhanh liền. Đó, sạc nhanh 56 phút là đầy. Ok. Tiếp theo là mình sẽ test về cái là một lúc nó có sạc nhanh được hai cổng hay không. Thì đây. Mi Turbo Jack. Đó, tiếp theo mình sẽ dùng cắm qua cái cổng đây này, cổng sạc nhanh ở giữa này. Sẽ sạc cho con Joy 4 này thử coi này. Ôi, không được ha, nếu như sử dụng hai cổng một lúc thì chúng ta không sạc nhanh được, mà chỉ là sạc thường hai cổng thôi. Bên này cũng vậy này, bên này ngay lập tức nó chuyển về là một tia chớp ở phía trên. Đó, rồi tiếp theo mình sẽ test cái là chúng ta có thể dùng cái cổng C này để mà sạc pin hay không. Tức là như mình đã nói là nếu như nó có hai chiều thì rất là ok ha. Tức là vừa có thể là dùng cổng C này để sạc pin cho điện thoại, mà có thể là vừa dùng cụm sạc điện thoại để mà sạc pin cho cái cổng này, cho cái viên pin này. Đó, ngay lập tức nó chuyển qua Mi Turbo Jack. Rồi thôi, mình sẽ test sạc iPhone đi, xem là nó có tương thích tốt hay không. Đây là có cáp iPhone Lightning này, là A2C này. Mình không có cái cáp kia ha. Cắm vào XR xem ra. Ồ, ok, sạc vô tư ha, không có vấn đề gì. Rồi vừa sạc iPhone vừa sạc nhanh xem có được hay không ha. Không luôn. Đó, nói chung là sạc hai hoặc ba thiết bị thì sẽ không có cái khả năng sạc nhanh.
Rồi đây là mình sạc một lúc ba cái máy ha, xem nó có trụ được hay không ha. Ồ đó, là sạc một lúc ba thiết bị được ha. Đang sạc. Đang sạc và đây là cũng đang sạc luôn này. Đó, là sạc lúc ba thiết bị đều ok ha. Nhưng mà mình nghĩ là cũng đó, những lúc mà cần sạc ba thiết bị một lúc là đó, có thể là dùng một cái cục sạc pin công suất cao như thế này và dung lượng cao như này thì nó đáp ứng được. Ở đây thì mình cũng có một cái củ sạc theo kiểu là nó có cổng C, thì mình sẽ thử cắm vào xem nó có sạc được pin cho con này không, thì mình sẽ cắm nha. Mình vừa mới test thì đúng nha, là cái cổng C này là nó có thể là sạc pin được cho cái viên pin sạc dự phòng này luôn, tức là nó sẽ có khả năng sạc vào rất nhanh. Và chúng ta sẽ là rút ngắn thời gian chờ đợi khi mà sạc pin, bởi vì các bạn cũng đã biết là 50.000 mAh thì sạc thường thì không biết khi nào nó mới đầy, phải là để qua nguyên một đêm. Rồi, về cái khả năng tương thích với lại là các điện thoại, về cái khả năng sạc thì mình đã test rồi, thấy rất là ok ha. Sạc nhanh cũng rất ok luôn. Bây giờ chúng ta sẽ thêm đến những cái tính năng hay ho của con này, đó chính là đèn pin. Thấy chưa các bạn, thấy chiếu cái các bạn thấy lóa liền. Con này đèn pin nó siêu sáng luôn. Đó, các bạn thấy đèn pin nó siêu sáng không? Đó, các bạn thấy chưa? Mình sẽ cho các bạn xem ha. Thế tức là trong những trường hợp nhà các bạn cúp điện này, hoặc là trong những cái lúc mà các bạn đi ngoài trời, ngoài ban đêm á, thì nó cũng có thể là đóng vai trò là một cái đèn pin. Rồi, thì tổng kết lại nội dung của video này thì đó, với cái viên pin sạc dự phòng 50.000 mAh này thì các bạn có thể cân nhắc nếu như có những cái nhu cầu như mình đã nói là đi phượt, đi du lịch, đi làm công trình, đi đến những cái vùng xa xôi hẻo lánh, hay những cái bạn ở khu vực thành phố đồng bằng cũng được, chúng ta cần một cái pin sạc dự phòng để mà dự trù khi mà nhà cúp điện, hoặc những cái bạn chúng ta thực sự có nhu cầu rất cao đó, phải cần pin sạc dự phòng khủng để mà cày game, cày phim suốt ngày, thì vẫn có thể tham khảo cái mẫu pin sạc dự phòng này, có khả năng tương thích sạc nhanh, mình nghĩ rất là tốt á. Rồi thì nội dung video đến đây là kết thúc rồi. Các bạn muốn mua thì có thể là bấm vào link phía dưới mô tả video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.